Chào mừng tất cả cô chú anh chị đến với kênh Vipon 62 của em à. Em bữa giờ em không có làm clip đó cô chú anh chị. Bữa giờ nói chung là em đi bắt mấy cái hàng dê thịt được cô chú anh chị, cho nên là em về em giao luôn rồi cô chú anh chị ha. Không có đi hàng nuôi hay cô chú anh chị. Thì hôm nay em bắt mới có một con nọc VIP như thế này cô chú anh chị. Hàng đầu xô hơn anh chị, xô tới vai ha. Chân tay to bên lụng hơn cô chú anh chị. Nói chung là cứ như là một con heo đó. Thì con nọc này là ba đôi ha cô chú anh chị. Thì 80 kg ăn lên ha cô chú anh chị ha. Nói chung là con nọc là nọc rất ok của chị. Cô chú anh chị là mà chúng ta có nái nhiều quá, chúng ta muốn đổi nọc á. Thì chúng ta mau nhanh gọn lẹ thì nhanh tay nhấc máy alo với em để chốt con này về để chúng ta làm nọc ha cô chú anh chị ha. Chung là hàng này gốc gác của chú anh chị. Hàng này trong chạy ra của chú anh chị ha. Chung là con này rất là pin lực thôi quý anh chị. Cô chú anh chị nhìn trên cái màn hình của chú anh chị cũng thấy đó. Thì hôm nay cái video mà quay nữa hơi tối quý anh chị. Do trời nó bão quá quý anh chị ha. Nên là hơi tối đó cô chú anh chị xem thông cảm giúp em ha. Thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua. Thì cũng quan tâm đến em, cứ như cô chú anh chị điện thoại hỏi thăm em là sao không ra clip này nọ đó. Thì nói chung là em bắt dê về hàng thịt đó cô chú anh chị, thì giờ em cũng đi giao hết đó cô chú anh chị ha. Thì thông qua video này rồi cô chú anh chị nào mà có bán dê gì hay gì á thì cứ alo cho em ha. Nhưng là cô chú anh chị những khu vực mà xa xa thì ưu tiên cái số lượng ha. Thì hiện nói chung là hiện tại em đang cần hàng hàng dê con với dê già cô chú anh chị. Thì nói chung là cũng cảm ơn chú Một ở Tân Hưng Long An hôm bữa có điện thoại hỏi thăm em. Thì chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe ha. Thì khu vực Tân Hưng Long An hay là Vĩnh Hưng gì á thì có dê bầy hay là dê già gì đó cứ alo cho em ha. Thì nói chung là cô chú anh chị muốn bông bán dê gì đó thì cứ alo cho em ha. Gần gần thì vài con, một con hai ba con rồi đó thì em sẽ tới xem và cho một cái giá nhất định là cô chú anh chị cảm thấy bán được thì cô chú anh chị bán ha. Thì nói chung là trở lại cái video này thì em quay một con được ba đôi hay cô chú anh chị ha, nó khoảng trên 80 kg, nói chung là mập. Nói chung là con dê này đối với em thì con như thế này thì được 9 điểm mà cô chú ha. Còn đối với những cô chú anh chị mà chơi hàng VIP nữa thì tùy vào mắt cô chú anh chị ha. Nói chung là đối với em thì con này nó quá ok rồi. Chân thì như lon bia của chú anh chị, chân rất là to ha, tại vì video á quay như vậy cô chú anh chị nhìn ở ngoài chân rất là to, đầu to ha, xô tới vai, chân chân cẳng rất là to có như vậy ha. Đó. Mình đùi rồi có vai đôi ngực hở ha, như một con heo đó. Cô chú anh chị nào mà xem mà cảm thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ alo cho em ha, em cũng công khai giá luôn, giá 7 triệu thôi cô chú anh chị. Nói chung là còn cô chú anh chị nào mà đến tận nơi bắt thì em hỗ trợ ít tiền xe ha. Còn nếu những cô chú anh chị nào mà ở xa bán kính 30 40 km á thì em sẽ giao miễn phí tới chỗ cô chú anh chị ha. Nếu khu vực Gò Công hay gì đó là khu vực Bến Tre thì lâu lâu em có chuyến đi thì em sẽ hỗ trợ về dưới ha cô chú anh chị ha. Còn những cô chú anh chị xa thì hỗ trợ phí vận chuyển giúp em ha. Thì là như vậy. Thì cô chú anh chị nào mà xem thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ alo cho em. Và cô chú anh chị mà muốn bán dê gì đó thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0389311419 ha. Số em có đọc lẹ quá thì em có để cái số điện thoại trên màn hình đó. Thì cô chú anh chị xem thì dựa vào đó thì chúng ta liên hệ ha. Nói chung là con này còn xài rất ok của chính chị. Đuôi bò cạp ha, chân cẳng to bự lùng, xô tới vai ha cứ như vậy ha. Nói chung là con này đối với em như thế này là quá ok rồi. Còn đối với cô chú anh chị như thế nào thì em không biết, nhưng mà đối với em thì như là quá ok ha. Thì cô chú anh chị xem mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ alo cho em ha. Em xin nhắc lại là giá là 7 triệu thôi cô chú anh chị. Ôi, cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì alo. Đó, còn cô chú chị nào mà cảm thấy không ưng ý hay gì đó cứ xem cho vui ha, lướt qua giúp em ha. Thì cô chú chị nào mà mới vô xem kênh của em á, hay là vô tình lướt qua kênh của em á
cho em xin một lượt đăng ký, một like ha, để em có thể làm những cái video tiếp theo gửi đến tất cả cô chú anh chị ha. Thì nói chung là em cũng xin kết thúc video đây. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ha. Nói chung là trời mưa bão rồi, cô chú anh chị em lưu ý là dê mình ha. Rồi, nói chung là em xin kết thúc video đây.